Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay có những tin chính sau đây. Các cuộc tấn công giữa Israel và Hezbollah gia tăng. Đàm phán giữa Israel Hamas chưa đạt được đột phá. Mỹ dọa cắt vũ khí nếu Israel tiến công tổng lực vào Rafah. Binh sĩ Nga thu giữ thiết giáp Bradley của quân Ukraine. Nước Nga thời Putin cải cách ra sao và thách thức phương Tây như thế nào? Bây giờ là tin chi tiết. Hôm 8 tháng 5, Israel đã thực hiện các cuộc không kích dữ dội ở miền nam Liban, trong khi đó lực lượng Hezbollah cũng sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tấn công các mục tiêu quân sự của Israel. Quân đội Israel cho biết, họ đã tiến hành hơn 20 cuộc không kích và pháo kích nhằm vào các cơ sở quân sự hạ tầng của lực lượng Hezbollah ở khu vực Ramat thuộc miền nam Liban. Các cuộc tấn công đã khiến 3 người ở Liban thiệt mạng. Trong khi đó, thì lực lượng Hezbollah cũng thực hiện ít nhất 10 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhằm vào các cơ sở quân sự của Israel tại Yara và Biranit là các khu vực ở biên giới phía bắc của Israel. Theo truyền thông Liban, các cuộc tấn công của Israel đã sử dụng những loại đạn dược mạnh mẽ nhằm phá hủy các bong ke dưới lòng đất của Hezbollah. Trong khi quân đội Israel xác nhận đã có những vụ nổ thứ cấp tại các địa điểm mà họ thực hiện các vụ tấn công, cho thấy có kho vũ khí tại những địa điểm này. Các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah đã bước sang tháng thứ 8, khiến khoảng 150.000 dân thường ở hai bên biên giới Israel-Liban phải di dời. Đồng thời, các cuộc tấn công cũng khiến hơn 325 người bên phía Liban thiệt mạng, chủ yếu là thành viên Hezbollah. Còn tại Israel, khoảng 20 người, bao gồm cả binh lính và dân thường, đã thiệt mạng. Mỹ và Pháp đã có nhiều nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên. Tuy nhiên, các cuộc tấn công ngày càng gia tăng giữa Israel và Hezbollah khiến dư luận lo ngại về một cuộc chiến quy mô lớn giữa các đối thủ được trang bị vũ khí hạng nặng. Sau 2 ngày đàm phán giữa Israel và Hamas, thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa có thêm tiến triển. Cả Israel và Hamas tiếp tục đổ lỗi cho nhau là bên cản trở việc tiến tới thỏa thuận. Đúng như lo ngại của giới phân tích, tiến trình đàm phán tại Cairo, Ai Cập giữa Israel và lực lượng Hamas vẫn chưa đạt được đột phá cần thiết để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin mới. Sau 2 ngày đàm phán, cả Israel và Hamas tiếp tục đổ lỗi cho nhau là bên cản trở việc tiến tới thỏa thuận. Theo kênh số 12 của Israel, tại cuộc gặp gỡ Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns đang ở thăm Israel hôm 8 tháng 5, lãnh đạo chính phủ và quân đội Israel tiếp tục cáo buộc Hamas đưa ra những đề xuất vượt lằn ranh đỏ và không thể chấp nhận được, khiến cho việc tiến tới thỏa thuận gặp khó khăn. Về phần mình, một quan chức cấp cao Hamas khẳng định với một số nguồn tin rằng việc tiến tới thỏa thuận đã rất gần, nếu không vấp phải sự cản trở từ phía Israel. Các cáo buộc trên của Israel và Hamas được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Cairo, Ai Cập dưới sự trung gian của Mỹ, Ai Cập và Qatar tiếp tục dậm chân tại chỗ và chưa có thêm tiến triển đột phá để tiến tới thỏa thuận. Theo một số nguồn tin khu vực, một trong những bất đồng lớn nhất giữa Israel và Hamas là về số lượng và thời gian trao trả con tin. Cụ thể, về số lượng con tin, Israel yêu cầu Hamas trao trả 33 con tin còn sống, gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già. Trong khi đó, thì nhóm vũ trang Palestine đề nghị số 33 con tin này gồm cả sống và đã chết. Về thời gian trao đổi trả con tin, Hamas đề xuất mỗi tuần trả tự do cho 3 con tin, trong khi yêu cầu của Israel là mỗi ngày trả tự do cho 1 con tin. Vòng đàm phán Cairo được khởi động trở lại vào ngày 7 tháng 5, đúng vào ngày quân đội Israel tấn công vào phía đông thành phố Rafah và kiểm soát cửa khẩu Rafah, nối giữa dải Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập. Theo một số nhà phân tích Ả Rập, cuộc tấn công của Israel vào Rafah là nhằm gây sức ép với Hamas cùng với các nhà trung gian quốc tế trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, bước đi này đã vấp phải sự phản đối và lên án gay gắt của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là thế giới Ả Rập và Hồi giáo. Các quốc gia khu vực này khẳng định tấn công là bước leo thang nguy hiểm, kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức can thiệp nhằm ngăn chặn hành vi này. Tình hình
nhân đạo tại giải Gaza hiện nay được giới chức châu Âu đánh giá là vô cùng tồi tệ và nguy cấp khi cửa khẩu chính Rafah, nơi tiếp nhận hàng hóa viện trợ đã tê liệt sau khi bị lực lượng phòng vệ Israel chiếm quyền kiểm soát. The Guardian ngày 8 tháng 5 đưa tin, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Israel và Hamas nỗ lực nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo Israel rằng cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza sẽ gây ra cơn ác mộng nhân đạo. Lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được đưa ra sau cuộc đụng độ nhỏ lẻ giữa Israel và Hamas ở Rafah và khu vực lân cận hôm 7 tháng 5. Trong đó, thì Israel đã điều quân và khí tài quân sự đánh chiếm cửa khẩu Rafah tại giải Gaza nối với Ai Cập, ngừng mọi hoạt động di chuyển của người và hàng hóa tại đây. Người phát ngôn Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc Jens Lecker xác nhận cửa khẩu Rafah đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng phòng vệ Israel. Theo The Guardian, khoảng 1 triệu người trên khắp Gaza đang trú ẩn ở Rafah sau khi phải rời bỏ nhà cửa trong các cuộc tấn công trước đó. Nhiều người đang sống trong những căn lều hoặc những nơi trú ẩn đông đúc trong trường học và lo sợ họ sẽ phải rời đi. Có người đã phải sơ tán 5-6 lần do giao tranh lan rộng. Bà Ghana Lubat, 46 tuổi, đang ở trại tị nạn Jabalia chia sẻ: "Chúng tôi rất mệt mỏi vì đã phải chuyển đến 8 nơi kể từ khi rời khỏi nhà vào đầu cuộc xung đột. Bây giờ chúng tôi sẽ đi tiếp về phía Bắc để tìm nơi an toàn." Thực tế này một lần nữa được Cao ủy về An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell nêu lên trong cuộc phỏng vấn báo chí ngày 8 tháng 5. Ông Josep Borrell cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bất chấp mọi yêu cầu của quốc tế để tiến hành một cuộc tấn công vào Rafah, khiến giải đất Gaza không còn nơi nào an toàn, đồng thời cảnh báo về số lượng thương vong lớn trong thời gian tới. Giới quan sát nhận định, tuyên bố của Thủ tướng Israel Netanyahu cho thấy khả năng về việc đạt được một lệnh ngừng bắn tương đối thấp. Dẫu vậy, hàng loạt quan chức Mỹ, Ai Cập và Qatar vẫn đang ngày đêm làm việc tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn cho giải Gaza, cũng như tìm thêm lối thoát cho hàng hóa nhân đạo. Trong một diễn biến mới nhất, chính quyền Mỹ vừa quyết định dừng chuyển 3.500 quả bom thông minh cỡ lớn cho Israel, gồm 1.800 quả bom loại 907 kg và 1.700 quả bom trọng lượng hơn 220 kg. Một quan chức Mỹ tiết lộ, quyết định dừng chuyển giao được đưa ra do Israel đã không thông báo một cách đầy đủ cho Mỹ về hoạt động tác chiến lớn tại Gaza. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến của Israel vào giải Gaza hồi tháng 10 năm 2023. Chính quyền Mỹ quyết định dừng chuyển giao vũ khí cho đồng minh Israel theo kế hoạch. Động thái được tiến hành trong bối cảnh giới chức Mỹ thời gian qua liên tiếp bày tỏ sự không hài lòng về cách thức điều hành cuộc chiến của Israel tại Gaza, khiến quá nhiều dân thường Palestine thiệt mạng. Nhà phân tích Corey Schechter đánh giá mức độ tàn phá tại Gaza, thậm chí còn nặng nề hơn tại thành phố Dresden của Đức giai đoạn cuối Thế chiến thứ hai. Trước đó, thì báo cáo của Cơ quan Hành động Bom mìn Liên Hợp Quốc nhận định cần khoảng 14 năm để dọn dẹp đống đổ nát lên tới hơn 36 triệu tấn ở Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8 tháng 5 nhấn mạnh sẽ không cung cấp vũ khí tấn công mà Israel có thể sử dụng để tiến hành một cuộc tấn công tổng lực vào Rafah, thành phố ở phía nam Gaza, vì lo ngại cho sự an toàn của hơn 1 triệu thường dân đang trú ẩn tại đây. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Biden tái khẳng định cam kết bảo vệ Israel và sẽ cung cấp tên lửa đánh chặn Iron Dome cũng như các vũ khí phòng thủ khác. Nhưng nếu Israel tiến công vào Rafah, Mỹ sẽ không cung cấp vũ khí và đạn pháo. Mỹ đã cung cấp số lượng viện trợ quân sự khổng lồ cho Israel. Viện trợ đã tăng chóng mặt sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas, khiến khoảng 1.200 người ở Israel thiệt mạng, trong khi hơn 200 người bị bắt làm con tin. Những bình luận của ông Biden cũng như quyết định của ông vào tuần trước về việc tạm dừng vận chuyển bom hạng nặng tới Israel là những biểu hiện rõ nhất cho thấy khác biệt ngày càng gay gắt giữa chính quyền của ông và chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Mạng xã hội Nga đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất của Nga truy đuổi, tấn công xe tăng Abrams của Mỹ ở vùng Donbass, Ukraine. Theo hãng tin RT, đoạn video từ camera ảnh nhiệt do các trinh sát tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ghi lại cho thấy FPV đang đuổi theo chiếc xe tăng chạy trên đường trước khi tấn công vào phía sau tháp pháo. Sau đó, chế độ xem chuyển sang góc quay của UAV quan sát cho thấy một cuộc tấn công khác nhằm vào kíp lái xe tăng khi họ cố gắng chạy trốn khỏi chiếc xe đang bốc cháy. Theo kênh tình báo nguồn mở RIBA của Nga, cuộc tấn công diễn ra ở mặt trận Avdiivka. Các nhà phân tích của RIBA nhận định, quân đội Ukraine còn không cải tiến phương án bảo vệ các xe tăng do NATO cung cấp để đối phó với những cuộc tấn công từ UAV trên chiến trường. Đoạn video trên xuất hiện chỉ 3 ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh một chiếc xe tăng Abrams khác và xe chiến đấu bộ binh Bradley bị phá hủy gần Avdiivka, nơi quân đội Nga giành được quyền kiểm soát hồi tháng 2. Một chiếc xe tăng Abrams bị tên lửa chống tăng của Nga phá hủy trên mặt trận Avdiivka cũng đã được đưa về Moscow để triển lãm trước ngày chiến thắng 9 tháng 5. Theo trang Top World, các binh sĩ Nga gần đây đã thu giữ một xe thiết giáp M2 Bradley của quân Ukraine tại mặt trận Avdiivka. Ngoài ra, khả năng sống sót của kíp lái cỗ thiết giáp này cũng được nâng cao với một loạt cải tiến về giáp, bao gồm giáp thụ động cũng như giáp phản ứng nổ và cả hệ thống chữa cháy. Tuy nhiên, nơi nhóm quân nhân Nga phát hiện cỗ thiết giáp trên đã bị che mờ quang cảnh xung quanh nên không thể xác định chính xác vị trí đoạn video được quay lại. Theo số liệu do trang web phân tích phòng thủ tình báo Oryx Spino & Co. của Hà Lan đăng tải, Mỹ đã viện trợ khoảng 200 xe thiết giáp Bradley cho quân đội Ukraine từ tháng 4 năm ngoái tới nay. Phương Tây hy vọng nước Nga thời Putin sẽ sụp đổ dưới các lệnh trừng phạt hà khắc cũng như trong chiến sự khốc liệt ở Ukraine. Nhưng thực tế lại khác hẳn, Nga vẫn đứng vững về cả quân sự và kinh tế, thậm chí còn tăng trưởng mạnh. Những cải cách sâu rộng do Tổng thống Putin tiến hành đã tạo ra thách thức lớn cho phương Tây. Trong 27 quốc gia thành viên EU, chỉ có 7 nước gửi đại diện tới dự lễ nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ 5 của ông Putin, tổ chức vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, sự ủng hộ dành cho ông Putin bên trong nước Nga lớn hơn rất nhiều sau khi ông chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm 2024, dựa trên những thành công về quân sự và kinh tế của nước Nga dưới sự dẫn dắt của ông. Trong buổi lễ nhậm chức, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng tự chúng ta sẽ quyết định số phận của nước Nga vì thế hệ ngày nay và tương lai. Mối quan hệ kinh tế gần gũi với Trung Quốc đã giúp Nga vượt qua được các lệnh trừng phạt hà khắc do phương Tây áp đặt. Việc Nga sử dụng hệ thống thanh toán UnionPay của Trung Quốc đã giúp Nga bớt khó khăn khi Mỹ cấm Nga tham gia hệ thống thanh toán SWIFT và các hệ thống khác do phương Tây kiểm soát. Nga và Trung Quốc nhất trí giao dịch hàng hóa năng lượng bằng đồng nội tệ của nhau vào năm 2022, cũng giáng đòn mạnh vào năng lực của Mỹ khi sử dụng thế thượng phong của đồng đô la Mỹ để chống lại đối thủ của mình. Các động thái như vậy đã dọn đường cho hệ thống tài chính toàn cầu thoát khỏi sự thống trị của phương Tây, đồng thời cũng mang lại những lợi ích kinh tế cụ thể cho Nga. Các dữ liệu gần đây cho thấy, tốc độ tăng trưởng GDP của Nga trong năm 2024 thậm chí còn cao hơn các đối thủ châu Âu. Thắng lợi của quân đội Nga trên chiến trường Ukraine cũng phần nào cho thấy ưu thế công nghệ của Nga khi giúp binh sĩ nước này vô hiệu hóa các loại vũ khí tiên tiến của NATO cung cấp cho Ukraine. Viện Nghiên cứu Liên quân Chủng Hoàng gia Anh RUSI thừa nhận tác chiến điện tử của Nga đã hạ được 90% UAV mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Michael Vantersen, cựu sĩ quan lực lượng vũ trang Thụy Điển nhận xét rằng Nga đã không bị sụp đổ do các lệnh trừng phạt kinh tế cũng như không bị thất bại quân sự trên chiến trường Ukraine như mong muốn của phương Tây. Ông Vantersen nói, kinh tế Nga tăng trưởng 3,6% trong năm 2023 và giờ đã vượt qua kinh tế Đức về tổng sản phẩm quốc nội GDP xét về sức mua tương đương. Còn Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế Nga năm 2024 có thể cao nhất trong các nước phát triển. Thành công của Nga cả về kinh tế và quân sự dĩ nhiên đã củng cố vị thế của ông Putin và không có gì ngạc nhiên khi ông nhận được trên 80% phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 3. Sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ 5, Tổng thống Putin phát biểu vạch ra những khía cạnh chính trong chính sách đối nội và đối ngoại sắp tới của ông. Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga sẵn lòng tham gia đối thoại với phương Tây trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ông nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy trật tự thế giới đa cực và một hệ thống an ninh thống nhất. Chuyên gia Vantersen dự báo Tổng thống Putin sẽ tập trung vào gia tăng mức độ độc lập của Nga về kinh tế và công nghệ trước phương Tây,
đồng thời tăng cường quan hệ với các nước không thuộc phương Tây. Khi dẫn dắt nước Nga vào cuộc xung đột vũ trang với Ukraine, Tổng thống Putin đã định hình xã hội sang một trạng thái mới, có tính quân sự hóa cao và coi phương Tây là đối thủ sinh tử. Việc ông Putin nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 5 vào ngày 7 tháng 5 năm 2024 không chỉ đánh dấu 25 năm cầm quyền của ông, mà còn cho thấy Nga đã dịch chuyển thành một cường quốc cách mạng, theo cách gọi của giới bình luận thân Kremlin. Cụ thể ở đây, cường quốc đó đòi hỏi phải thay đổi trật tự toàn cầu bấy lâu nay. Dmitry Cheney, một nhà phân tích thân Nga viết rằng, người Nga hiện sống trong thực tế hoàn toàn mới. Ông này cho rằng, việc Nga thay đổi theo hướng chống phương Tây mang tính triệt để và tầm vóc cao hơn tất thảy những gì được dự báo khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhưng theo Chenin, đây cũng là một nhân tố tương đối nhỏ trong quá trình chuyển đổi rộng lớn hơn đang diễn ra trong nền kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, đời sống tinh thần và trí tuệ của Nga. Để thực hiện sự cải biến này, Điện Kremlin đã tiến hành một số công việc. Đầu tiên, cải cách giáo dục ở tất cả các cấp để xây dựng tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ. Chương trình học còn bao gồm các bài học quân sự bắt buộc mang tên các vấn đề cơ bản về bảo vệ Tổ quốc, trong đó có cả nội dung sử dụng súng AK, lựu đạn và UAV. Thứ hai, khuấy động tinh thần ủng hộ hoạt động tác chiến của quân đội Nga trên chiến trường Ukraine thông qua biểu tượng Z, vốn ban đầu được sơn lên sườn xe tăng Nga tiến vào Ukraine. Nhưng nay biểu tượng đó đã lan ra cả các tòa nhà chính quyền, áp phích, trường học và các cuộc tuần hành. Thứ ba, đề cao vai trò lịch sử của nguyên soái Stalin, có tới 95 tượng đài trong tổng số 110 tượng đài Stalin được dựng lên trong thời gian ông Putin làm lãnh đạo nước Nga. Dưới thời Putin, lãnh tụ Liên Xô Stalin được đề cao và quảng bá rộng rãi như một thủ lĩnh mạnh mẽ thời chiến. Theo một cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Levada tiến hành vào năm 2023, có tới 63% người Nga được hỏi bày tỏ thái độ tích cực về Stalin, 47% số người được hỏi thậm chí còn tỏ ra tôn kính Stalin. Tổng thống Nga Putin thực tế đã nỗ lực chuyển đổi nước Nga từ cả trước khi nổ ra xung đột quân sự với Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Nga Putin công bố sắc lệnh được xem là sống còn đối với an ninh quốc gia của Nga. Sắc lệnh này kêu gọi thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống của Nga, coi Mỹ như mối đe dọa trực tiếp. Sắc lệnh có đoạn, các mối đe dọa giá trị truyền thống xuất phát từ những tổ chức cực đoan, khủng bố, một số nền tảng truyền thông mới, hành động của Mỹ và các nước không thân thiện khác. Theo sắc lệnh này, một mục tiêu trọng yếu của Nga là đặt nhà nước Nga lên trường quốc tế với tư cách người chăm sóc và bảo vệ các giá trị tinh thần và đạo đức phổ quát truyền thống. Một thành viên trong giới tinh hoa Moscow thậm chí còn coi nỗ lực của ông Putin định hình một bản sắc dân tộc mới cho Nga là sâu sắc ngang với cách mạng tháng 10 vào năm 1917. Mikhail Zhiga, một nhà báo người Nga giờ sống ở New York, Mỹ cho rằng xung đột Nga-Ukraine thực chất là xung đột giữa Nga với Mỹ và phương Tây. Trong thông điệp liên bang vào tháng 2 năm 2024, Tổng thống Putin nêu lý do ông thúc giục phụ nữ Nga sinh thêm con và tạo ra một tầng lớp công nhân và binh sĩ tinh hoa mới. Ông Putin nói, chúng ta có thể thấy những gì đang diễn ra ở một số quốc gia, nơi các tiêu chuẩn đạo đức và gia đình đang bị cố tình phá hủy, toàn bộ các dân tộc đang bị đẩy tới chỗ suy thoái, diệt vong. Chúng ta đã lựa chọn sự sống. Nga đã và vẫn là pháo đài bảo vệ các giá trị truyền thống mà nền văn minh nhân loại dựa vào đó. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng, mục đích ở đây là khuyến khích người dân sinh càng nhiều càng tốt để gia tăng dân số Nga. Ám ảnh từ lâu về đà suy giảm dân số của Nga, Tổng thống Putin đã hối thúc phụ nữ Nga sinh từ 7 đến 8 đứa trẻ trở lên. Trong bài phát biểu hồi tháng 11 năm 2023, ông Putin nói, trong gia đình Nga, nhiều cụ kỵ của chúng ta có 7 đến 8 người con, thậm chí hơn thế. Chúng ta hãy bảo tồn và làm sống lại truyền thống tuyệt vời đó. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov nói rằng Điện Kremlin sẽ tiếp tục tuyên truyền về điều này theo nghĩa tích cực của từ này. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế
Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.